Với quy mô nuôi 100 con bò theo hình thức nuôi nhốt, trang trại này đã đầu tư một dàn máy xay để chủ động sản xuất thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp. Thời gian ủ một tuần là có thể cho châu bò ăn được. Cách làm này không chỉ giúp dự trữ được thức ăn trong thời gian dài, mà còn giảm chi phí trong chăn nuôi. Mía chúng tôi mua về, chúng tôi xay cho vào bể ủ. Trong đó có mía, rồi có mật, rồi thì có muối, men vi sinh. Cái lượng ủ chúng tôi thì như là chúng tôi cứ nhiều bể nên chúng tôi cứ ủ liên tục, còn lúc nào cũng có dự trữ cho bò ăn thôi. Thái Bình có tổng diện tích đất trồng trọt trên 90.000 ha, mỗi năm cấy khoảng 150.000 ha lúa. Sản lượng thóc thu được khoảng 1 triệu tấn tương đương với 1 tấn rơm rạ, chấu sinh ra. Ngoài ra còn một lượng lớn phế phụ phẩm nông nghiệp tạo ra từ quá trình trồng các loại cây màu, cây lương thực khác. Tuy nhiên, lượng phế phụ phẩm nông nghiệp được xử lý, tái sử dụng còn hạn chế. Nhiều nơi đang để lãng phí, thậm chí còn gây ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp tích cực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn nông dân quy trình xử lý để biến phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu có ích. Tôi thấy rằng là rất là dễ làm, mà hai nữa là có nhiều cái lợi nhuận và năng suất, rồi thì giảm chi phí vấn đề là đầu tư phân bón. Vụ tới này chúng tôi sẽ tiếp tục là như vậy, là làm cái là áp dụng cái khoa học kỹ thuật của lớp tập huấn đã chuyển giao và vận động bà con cùng khu xóm cùng làm. Hội nông dân chúng tôi đã tích cực là chuyển giao những tiến bộ khoa học để giúp nông dân chuyển đổi những cái rơm rạ này thành những cái thức ăn chăn nuôi cho châu bò, ủ rơm rạ thành phân bón và nuôi giun chuồn quế để đảm bảo cái nâng cao hiệu quả trong sản xuất, giảm chi phí và đảm bảo cũng một cái nền sản xuất tuần hoàn hữu cơ. Việc tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp một cách hợp lý được xem là giải pháp hữu hiệu, góp phần tăng lợi nhuận, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.